mỗi còn bà là chuyên về nó có mỗi cái ốp gỗ, cái phần gốc gỗ, gỗ văn gỗ khác nhau, không có giống nhau được nha các bác. Tại vì văn gỗ của những hộp gỗ thì không bao giờ trồng nhau được. Hàng em tiến chọn tiến lựa kỹ lưỡng bên Nhật về nha. 309V, một dòng ông đây cực kỳ nổi tiếng, mé đẹp len ken, một model em không cần giới thiệu luôn, nói chung tuyệt vời. Các bác nào chơi loa nghe nhạc Âu Mỹ Nhật, đặc biệt đánh loa JBL là một sản phẩm đánh cực kỳ ngon, từ bass 30 cho đến 40. Con này series là 0315 nha, 0315, series 0315 nha các bác, các bác nhớ giúp em nha, series 0315. Mình cắm vào này, góc cạnh này, từ phía dưới cho đến phía trên này, phần tán nhiệt, sò công suất, đấy, lever, volume, 7 màu luôn, mới keng, đây là cái phần tiếp mát cũng mới keng luôn. Phía sau, cạnh, đây là phần chiến cầu loa này, bass chép, tăng cường bass chép ở những tần số khác nhau, lo nét, đường tín hiệu vào, sờ treo, vân vân. Đây là phần air antenna motor, cái mình cắt tiếng các bác. Ba lăng nằm trong volume nha. Máy đẹp long lanh cành đào. Giá em giao là 24.500 nha, 24.500. Đã bao gồm phí ship là các bác đã sở hữu một trong những con Amly 309V, hàng đẹp, tuyển lựa kỹ lưỡng, hàng chất nước ngoài về, chưa qua tay người sử dụng người Việt Nam. Các bác là người đầu tiên sở hữu sản phẩm này. Series em báo rồi nha, các bác nhớ giúp em nha. Nếu mua con này thì liên hệ 0315 500 0315 Rồi sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Bác nào muốn sở hữu em này liên hệ cho em qua số điện thoại này nha. Vâng, và em đây là bản tủ sữa nha bác, tủ tránh sữa này. Đấy, nguyên mộc mà từ cái rút này, cầm 7 màu mới tem, phần RD 4 con Toshiba chữ đó 1079 và 639 nha. Đây, tặng phô ốc ác này và ươm bo mạch đẹp len ken, 4 con sò cách nét nha các bác, sò nét nét Sony. Sò kích của dòng 309V nó sẽ có hai dòng Sony và Sonet. Toshiba thì đó 1079 và 639 nha. Cầu chì. Con này bản tủ sữa nha các bác, tủ tránh sữa nha, Enena. Mới kiến công. 24.500. Máy thì bảo dưỡng tuyệt đối nha, hoạt động hoàn hảo. Bảo dưỡng bảo trì trọn đời máy. Chắc máy này các bác. Mạch này các bác. Đây cái mạch bên trong đẹp, mạch này. Ốc này. Niêm phong của chày luôn này. Chắc chưa, 7 màu luôn. Nhìn con tủ nó rất là mới. Đây, bác nào yêu mến con 309V bản tủ sữa này thì liên hệ cho em. Series là 5500315 nha, 5500315. Triệu 500 là đã bao gồm phí ship rồi. Đấy, tốt nhất cho các bác mình sở hữu nha. Catalog nguồn là đầy đủ các bác. Đấy, hàng len ken hết nha. 309V, một trong những sản phẩm nổi trội của Luckman, chuyên phục vụ và ghép những cặp loa JBL, loa châu Âu, loa Nhật, loa Mỹ, tiếng đặc trưng của Luck 309V rất là hay các bác. Đấy, em về những con này để phục vụ các bác nha, mời các bác xem từ vỏ gỗ nó mộc mạc và độ đẹp của sản phẩm luôn. Nói về tiếng như tiếng bass của 309V tròn gọn gàng, giúp JBL tăng noi những dòng loa châu Âu, Mỹ, Nhật rất tuyệt vời. Series là 4358 nha, con này là series là 4358 nha các bác, mới len ken hai cầu loa. Đây đường tín hiệu vào, đây các bác nhìn những con chắc nước ngoài về này. Đấy, từ ốc ác bên trong nó mới quen. Đây phần tản nhiệt của sò, tổng quan phía sau này. Series là 4358 nha, các bác nhớ giúp em nha, series 4358 Catalo này. Đấy. Các bác nhìn cạnh của cục gỗ này.
309V, 24.500.000 đã bao gồm phí ship. Bác nào mình chuyển khoản đủ em bớt 200, còn 24.300.000, còn cọc tiền cọc khoảng 2 triệu trở lên giúp em ship hàng và các bác nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán số tiền còn lại cho bưu tá. Rồi sau đây tắt máy thì em bảo hành nhân riêng và tắt cơ quan nhất là máy là chắc nước ngoài về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, em đều báo seri đầy đủ hết cho tất cả các bác nha. 4358 len keng luôn nha. Bảo hành là riêng toàn tuyệt đối và cũng như là bảo dưỡng bảo trì trọn đời sản phẩm để của các bác mua tại shop em nha. Đây là hai số điện thoại chính của em nha. Các bác nào cần gì cứ liên hệ cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo nha. Zalo bên em thì nó hơi bị đầy, tại vì em kết bạn rất đầy, hai Zalo mà đầy hết trơn các bác. Nên các bác thông cảm nha. Còn nếu các bác mình chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp em luôn, ủng hộ kênh. Sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong luôn, độ đẹp của linh kiện. Đây, em mời tất cả các bác cùng ngắm. Con này bản tủ đen, các bác nhìn từ chi tiết rút dây này, mộc mạc của em nó này. Đấy, keo này. Đấy, keo giữ những tủ rồ le này, dây nhựa này. À, thấy đẹp không? Đấy, tăng phô này, chụp cái nước sơn các bác. Bản nội địa nha, bác điện 100V. Các bác có thể cắm 110 nha. Bốn con Toshiba chữ đỏ này các bác, nguyên mộc mạc của nó này. Đấy, mặt này đẹp ngất ngây không? Chắc từng chi tiết luôn. Bác nào sưu tầm thì cứ liên hệ cho em nha, em giao thì giá không cần bằng về giá luôn. Lúc trước có một bác nào ấy liên hệ chậm ấy, em bán mất hầu lượt về ba con bác. Em giao mất thì bác phải đi mua giá tới 26.500.000 ấy. Đấy. Bác đang nói chung là mình đang mê rồi thì giờ mình không có chờ được. Em bảo chờ khoảng một tuần là em sẽ có hàng về, nhưng mà không chờ được, phải chấp nhận đi mua ngoài Hà Nội. 26.500.000. Em vẫn giao con này là 24.500.000 các bác. Thứ nhất là em khâu hàng về, em là không qua khâu trung gian. Thứ hai là lại chút đền thôi. Đã bao gồm phí ship và cũng như đã bao gồm bảo hành cho các bác rồi. Em bảo dưỡng bảo trì máy là trọn đời nha. Còn bảo hành là riêng máy riêng hết nha, nên các bác yên tâm sử dụng. Đây là bốn con kích này bác. Bốn kích, nói chung là nguyên bản các bác, chất ốc này, nguyên mộc mạc đó này. Đấy. Phê chưa? Hợp đồng hoàn hảo hết, trước khi hàng đi em đều làm video test cho tất cả các bác hết. Rồi đây là video con 309V series là 4385 series cuối, em thường thường đọc series cuối 4385 nha. Bác nào lấy thì cứ liên hệ cho em nha, cọc tiền cọc 2 triệu trở lên giúp em, còn chuyển khoản đủ thì em bớt tiếp là 200.000, rồi còn 24.300.000 là bao ship rồi đó các bác. Rồi em bao ship nữa là em các bác còn mua con này khoảng 24 triệu cho mấy đâu. Đấy, tốt không? Hàng đẹp ngất ngay, phi khô tay luôn. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.